Hôm nay 8 tháng 8 là hạn cuối công an thành phố Hồ Chí Minh xác định vụ việc tiến sĩ luật sư Bùi Quang Tín tử vong khi rơi từ lầu 14 của một chung cư có phải án mạng hay không. Hôm nay 8 tháng 8 là hạn cuối cùng xác minh tố giác tin báo về tội phạm kiến nghị khởi tố đối với vụ việc tiến sĩ luật sư Bùi Quang Tín, 45 tuổi, giảng viên trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, ngụ Quy, Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh tử vong khi rơi từ tầng 14 tại chung cư New Sài Gòn, H. Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, sau hơn 2 tháng xác minh, do tính chất vụ việc phức tạp và cần thời gian để kiểm tra, xác minh thêm nên ngày 8/6, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định gia hạn thêm thời gian kiểm tra, xác minh là 2 tháng kể từ ngày 8/6. Trước đó, khoảng 17h30 ngày 5 tháng 4, bảo vệ chung cư New Sài Gòn, xã Phước Kiển, H. Nhà Bè nghe một tiếng động mạnh ở khu vực giếng trời sảnh D2 nên chạy tới kiểm tra và phát hiện một người đàn ông, sau này xác định là ông Bùi Quang Tín, nằm bất động trên sàn bê tông, tử vong. Nhận tin báo, công an H. Nhà Bè phối hợp công an thành phố Hồ Chí Minh có mặt khám nghiệm hiện trường. Đến 20 giờ ngày 5 tháng 4, công tác khám nghiệm hiện trường kết thúc, thi thể ông Tín được đưa đi phục vụ công tác khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc. Đến ngày 10 tháng 4, bà B, vợ của ông Tín, có đơn đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hồ Chí Minh khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của chồng mình. Trong đơn, bà B trình bày trước khi ông Bùi Quang Tín tử vong, ông bị nhiều sức ép từ phía ban lãnh đạo và các phòng ban nội bộ do có lợi ích nhóm và thường hay nhận được các tin nhắn đe dọa. Bà B cũng đưa ra những bất thường, uẩn khúc từ việc kiểm tra hiện trường, khám nghiệm tử thi. Cụ thể, theo bà B, ông N.D.T.A, hiệu phó trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh, có mặt tại buổi nhậu, trình bày, nhậu xong ông Tín đi về, nhưng khi kiểm tra hiện trường, hai điện thoại di động của ông Tín vẫn để trên bàn, dép vẫn để trong nhà. Ngoài ra, theo bà B, hiện trường xảy ra tai nạn cũng như căn hộ của ông Dũng không thu giữ được mắt kính hay mảnh vỡ nào của mắt kính mà chồng bà hay đeo. Bởi chồng bà bị dị tật mắt cận nặng nên phải luôn đeo kính, hơn nữa, trên ghế, đã gãy lưng, được cơ quan điều tra thu giữ, vị trí ghế đặt ngay cạnh lan can, hàng rào sắt ban công của căn hộ có dấu giày và dấu chân, có một đoạn tương đương thân người ở giữa trên thành lan can sắt đã sạch bụi. Theo bà B, nếu chồng bà tự sát thì phải leo lên lan can và thành lan can phải có dấu tay của chồng bà vịn vào để leo lên, lan can cao 1,4m và ông Tín cao tầm 1,6m. Ngoài ra, khám nghiệm tử thi ban đầu thể hiện bao tử ông Bùi Quang Tín trống rỗng là bất thường. Bà B đặt vấn đề tại sao chồng bà được mời đi ăn cơm trưa mà không có một tí gì trong bao tử, phải chăng chồng bà lúc đó đã mất ý thức?